Một vụ cháy nhà xảy ra vào chiều ngày 10 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh đã không gây thiệt hại về người. Số tài sản cũng được kéo giảm đến mức tối đa nhờ vào các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vào lúc 14 giờ 17 phút ngày 10 tháng 4, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhận tin cháy nhà dân tại địa chỉ 85/43, đường số 51, phường 14. Đơn vị đã xuất xe đến nơi nhanh chóng triển khai công tác cứu người và chữa cháy. Tới hiện trường, các chiến sĩ đã triển khai các lăn chữa cháy và đã cứu được một nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà là ông Vũ Việt Thắng, sinh năm 1953, cha ruột chủ căn nhà và nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy chỉ sau hơn chục phút. Điều đáng nói là tổ liên gia của khu phố 7, phường 14 đã tích cực tham gia chữa cháy, đã sử dụng thành thạo các loại bình chữa cháy để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó đã ngăn chặn đám cháy phát triển lớn, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra. Kết quả diện tích cháy là chỉ khoảng 2m2 là gác xếp của căn nhà, chứa đồ giấy, quạt cũ, ước tính thành tiền khoảng 300.000 đồng. Từ lực lượng tại chỗ đã giúp cô lập được đám cháy ngay từ sớm nên giảm thiểu được nhiều thiệt hại có thể xảy ra. Khoảng 1.200 học sinh trường quốc tế AISVN đã quay trở lại trường học sau nhiều ngày liên tiếp phải ngừng việc học do giáo viên đồng loạt nghỉ dạy bởi nhà trường mất khả năng thanh khoản dẫn đến nợ lương từ tháng 1 đến nay. Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tính đến 15 giờ ngày 2 tháng 4, đã có 542 trên 1.112 phụ huynh đóng góp số tiền khoảng 22,8 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh trường quốc tế AISVN thực hiện chi trả hết nợ lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà tháng 1, tháng 2 của giáo viên nước ngoài. Giáo viên nhân viên Việt Nam được chi trả 50% lương. Thống kê tổng chi trả hơn 18,2 tỷ đồng. Trước đó tối 2 tháng 4, phụ huynh học sinh trường quốc tế AISVN đã nhận được email của nhà trường thông báo về thời gian quay trở lại trường học của gần 1.200 học sinh sau thời gian gián đoạn. Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn giám sát hoạt động trường quốc tế AISVN ghi nhận sáng ngày 3 tháng 4, 100% giáo viên đến trường giảng dạy sau thời gian gián đoạn do nợ lương. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường quốc tế AISVN khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể đối với việc tái cấu trúc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính để tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 46 năm 2017 của Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai xây dựng thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ năm 2022 cho đến nay, mô hình với phương châm 4 tại chỗ này đã cho thấy hiệu quả và với bối cảnh như hiện nay thì mô hình này càng cần được phát huy mạnh hơn nữa. Đồ đạc bị thiêu rụi, nhưng 8 người trong gia đình bà Võ Thị Tuyết Em đã may mắn kịp thời mở cửa, thoát ra ngoài an toàn khi đám cháy bùng phát vào lúc 5 giờ sáng. May mắn hơn nữa là đám cháy không bị lan rộng, không uy hiếp gần 200 hộ dân trong hẻm. Tất cả là nhờ cái chuông này. Cô cũng tới đây là cô bấm tất cả anh em ở trong xóm này nè. Rất là nhiệt tình luôn, nghe chuông báo động là cứ chạy qua, rồi hỗ trợ, rất là nhiệt tình luôn. Hết 6 bình chữa cháy trong tủ đựng của tổ hợp liên gia để dập tắt được đám cháy này và cộng thêm nước của những người xung quanh. Đây là kết quả của việc thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Và những người tham gia không chỉ được trang bị các thiết bị mà còn được tập huấn kỹ càng kỹ năng chữa cháy, cứu nạn. Từ năm 2022 tới nay, việc thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai trên toàn địa bàn. Và chương trình hành động này đi vào chiều sâu thiết thực cùng với việc tạo lối thoát hiểm thứ hai. Lối đi này nó quá nhỏ, khi mà xảy ra sự cố thì mình chạy ra thế nào cũng bị vấp ngã hoặc là có sự cản trở, không thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng nhất. Và cái thứ hai nữa, xe mà để trên cái lối thoát nạn của mình như vậy rất là khó thoát nạn ra ngoài. Việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra thường xuyên, hỗ trợ người dân để tùy vào điều kiện thực tế, tạo lối thoát hiểm phù hợp và hiệu quả nhất mới chính là cách thiết thực nhất để hiện thực hóa các quy định, mang tới sự bình an cho cuộc sống. Thì người dân đã hiểu được rồi sẽ lan tỏa cho tới những người dân khác sẽ biết các cách để mà phòng ngừa. Cao điểm nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, thậm chí còn gay gắt hơn hiện nay. Vì vậy, bên cạnh những cảnh báo nguy cơ cháy, rất cần lưu ý những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
phổ biến là cho chập điện và do là sơ suất bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, cho nên là chủ hộ gia đình phải thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình không sắp xếp tồn chứa nhiều chất cháy ở trong nhà và sắp xếp bố trí hàng hóa chất cháy phải đảm bảo khoảng cách an toàn, cách xa nguồn lửa nguồn nhiệt, thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống điện, có cái giải pháp là lối thoát nạn thứ hai và trang bị các cái phương tiện chữa cháy cho gia đình của mình. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa giảm đến mức thấp nhất các tai nạn giao thông trên địa bàn, trong thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sự bình yên của người dân trên các tuyến đường. Ghi nhận tại tổ tuần tra kiểm soát xử lý nồng độ cồn của công an huyện Xuân Lộc trên địa bàn thị trấn Gia Rai, chỉ sau một giờ ra quân xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Xuân Lộc đã dừng hàng trăm phương tiện để kiểm tra. Phần lớn người tham gia giao thông đều chấp hành các quy định và đồng tình ủng hộ việc kiểm tra nhằm giảm tai nạn giao thông. Em đi từ sân trường về ngã ba Suối Cát thì gặp lực lượng công an kiểm tra nồng độ cồn thì em thấy cũng bình thường. Nói chung là đây là trách nhiệm của mấy anh. Mà em là người điều khiển phương tiện giao thông thì không có nồng độ cồn thì cứ thoải mái mà đi thôi. Em thấy thì cũng bình thường thôi, tại thì cứ nhậu mình lái thì đúng là nguy hiểm cho mình với cho người khác. Còn gia đình ai cũng có gia đình mà bước ra đường cũng sợ chứ. Thật ra là em thấy rất bình thường, đâu có gì đâu. Dạ thấy cũng nhanh anh thổi thì nói chung là kiểm tra cồn thì đúng là kiểm tra cồn, không có kiểm tra giấy tờ gì mà nó mất thời gian gì vậy. Kiểm tra cồn chặn lại thổi không có cồn thì đi thôi. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã huy động tối đa quân số tuần tra khép kín địa bàn, tập trung rà soát xử lý các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, khung giờ tiến hành tuần tra lưu động. Qua đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, đơn vị qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đã tiến hành lập biên bản gần 1,5 ngàn trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm chở hàng quá tải là 421 trường hợp, vi phạm về nồng độ cồn là 150 trường hợp, chạy quá tốc độ 473 trường hợp, phát hiện 190 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, tạm giữ 17 xe ô tô, 258 xe mô tô các loại, 9 xe đạp điện, 1.131 giấy tờ các loại, ra quyết định xử phạt 1.460 trường hợp với số tiền 3,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 326 trường hợp, tước kiểm định 2 trường hợp, tước phù hiệu 6 trường hợp, phạt chủ xe 155 trường hợp. Trong đó phát hiện lập biên bản 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đã tiến hành xử phạt 111 trường hợp với số tiền 550 triệu đồng, 4 trường hợp vi phạm về ma túy. Tham mưu cho ban chỉ huy, ban đạo quan huyện tăng cường công tác tuần tra giám sát, tuyên truyền đến từng người dân, đến từng công ty và đặc biệt là đến cán bộ công nhân viên chức trong huyện, địa bàn huyện, để từ đó lan truyền đến mọi người về thông điệp là phải chấp hành nghiêm khi điều khiển xe không được sử dụng rượu bia. Trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn huyện, nâng cao nhận thức của vai trò của mỗi người khi điều khiển xe giao thông, đặc biệt là không có vùng cấm khi xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn, qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự, vào chiều nay 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, 85 bị cáo còn lại có mức án từ án treo cho đến chung thân. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Cũng theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn, khai báo quanh co, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử yêu cầu bà Lan phải bồi thường cho SCB hơn 677.000 tỷ đồng.
với nhóm bị cáo là lãnh đạo SCB và cán bộ chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Theo hội đồng xét xử, mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà Lan rút tiền, nhưng các bị cáo vẫn giúp sức tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền. Chính vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bà Lan, 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 677.000 tỷ đồng, cũng bị tuyên án từ 3 năm tù treo cho đến chung thân. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam 2 bị can của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ. Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã khởi tố khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, hiện là Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố bị can Trần Thạnh Nam, Phó trưởng Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa hối lộ. Theo thông tin ban đầu, ông Nam là người đã đưa hối lộ cho ông Nghĩa. Nội dung vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng trong sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú một cựu nhân viên quản lý xe của Trung tâm dạy lái xe Thanh Long Đỏ, Bình Thuận. Cơ quan Cảnh sát Điều tra thực hiện lệnh khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận và 3 nơi cư trú của các bị can tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Theo thông tin ban đầu, hai phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8602D Bình Thuận là Nguyễn Đình Nhật và Huỳnh Tấn Tài bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Quá trình xác minh, đấu tranh, đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại trung tâm đăng kiểm này liên quan đến việc đưa, nhận tiền hối lộ. Các đối tượng đã câu kết lợi dụng chức vụ quyền hạn để gợi ý, thỏa thuận, nhận tiền của các chủ phương tiện trong và ngoài tỉnh để làm khống, hợp thức hóa và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới sai quy trình, quy định của rất nhiều phương tiện. Công an tỉnh bước đầu đã làm rõ sai phạm của 40 phương tiện. Các cá nhân trên đã móc nối với nhiều đối tượng và các công ty thiết kế, cải tạo xe cơ giới ở ngoài tỉnh để mua khống hồ sơ thiết kế, cải tạo nhằm hợp thức hóa việc đăng kiểm, nghiệm thu tại Trung tâm Đăng kiểm 8602D Bình Thuận. Qua đó nhận hối lộ của 40 chủ phương tiện với tổng số tiền hơn 121 triệu đồng để ăn chia hưởng lợi trái quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Hoàng Ngọc Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành An quê tỉnh Hà Tĩnh và Trần Ngọc Lệ quê tỉnh Hậu Giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng 3 Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Bộ Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Kỹ thuật, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, huy động lực lượng đấu tranh triệt phá. Ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Ngọc Hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 56, địa bàn ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, thu giữ 16 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 16 kg. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành bắt Nguyễn Thành An và Trần Ngọc Lệ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200m2 được rào và che chắn kỹ tại khu vực thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã phát hiện số lượng lớn dầu nhớt tái chế. Cụ thể, tại khu vực nhà xưởng có khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không có nhãn mác, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa, 10 thùng phi chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế. Qua công tác điều tra, lực lượng công an khẳng định đây là phân xưởng nấu tái chế nhớt thải trái phép. Phân xưởng này do 4 đối tượng vận hành. Khi làm việc với người chịu trách nhiệm điều hành tại đây, người này khai nhận
bản thân cũng là người làm thuê, được một người không rõ địa chỉ, nơi ở, tên thường gọi là Bảy, và cũng không có mặt tại nơi thuê sản xuất, trông coi cơ sở và thường liên lạc chỉ đạo qua điện thoại. Khi cần thì cho xe đến chở dầu nhớt thành phẩm đi tiêu thụ. Quá trình điều tra, công an huyện Hàm Tân cho biết toàn bộ quy trình tái chế nhớt thải trái phép này bằng phương pháp thủ công, lộ thiên qua đun nấu, kết hợp với pha chế hóa chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi, khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và làm thẩm thấu vào đất ở khu vực xung quanh. Cục Hàng không mới đây đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay, tăng chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến ngày 8 tháng 4, các hãng hàng không đã cung ứng trung bình 100.000 đến 110.000 ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Số ghế cung ứng tăng khoảng 20% so với lịch bay trung bình trong tháng 3 năm 2024. Mặc dù có khó khăn, thiếu hụt về số lượng tàu bay do các hãng tái cơ cấu đội tàu bay, động cơ cần bảo trì, sửa chữa. Nhưng trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, đặc biệt trong các ngày 27 đến 28 tháng 4 và mùng 1 đến mùng 3 tháng 5. Các hãng hàng không cũng cho biết đang xây dựng kế hoạch bổ sung tải cung ứng trên các đường bay nội địa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.